Những ngày này, gia đình ông Rmalan ở thôn Kênh Hmek, xã Yê Le, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai đang đứng trước nguy cơ mất trắng hai lô đất đã gán nợ cho người phụ nữ chủ nợ. Từ năm 2013, ông Lan có vay của bà Lê Thị Thanh cùng địa phương số tiền 50 triệu đồng để đầu tư trồng tiêu. Mỗi năm, ông đều trả lãi 10-15 triệu đồng. Đến năm 2017, hồ tiêu bị dịch bệnh chết sạch nên ông không có khả năng chi trả nữa. Sau gần 10 năm, bà Thanh thông báo số tiền cả gốc lẫn lãi mà ông Lan vẫn còn nợ là 150 triệu đồng. Vì không có khả năng trả thêm, ông đành mang hai lô đất, gồm một lô đất có diện tích 1.500 m và một lô đất dãy có diện tích 7 sào để gán nợ. Rồi em trồng màu đồ gì đấy, nó mưa không hạn hán, nó thất thường, không thu đầy đủ. Thì vừa để cho nhà ăn, vừa để cho trả cho bên mượn á, mượn tiền để sản xuất á. Cuối cùng cứ cộng, nó cộng là dồn với cả gốc cả lãi nhà ta không hết á. Thì nó cứ dần dần đến 100 triệu, coi như nhà chịu thì năm nó bằng đòi, coi như một năm mượn một định nó dần đến cộng thêm dần đến 100 triệu là coi như nhà làm sao trả nổi. Một năm gia đình chỉ thu được 30-40 triệu thôi, ví dụ thế, 30-40 triệu mà trừ trong đó tiền ăn, tiền gạo, tiền đồ này, rồi tiền đi trả lại nữa, thành cuối cùng bà lấy đất 38 triệu nữa. Là mình 3 năm mình không trả là bà tính lại mình là một bà sang số là 120 triệu. Là mình đi băng bắp, băng tiêu, bà không tin cho mình. Nó tiền lại là mà không đủ. Mình ở nhà bà đi ép mình là cửa nhà tan nát hết. Xe công nông, xe Honda bà nó lấy. Thì xong mình khó khăn lắm, con ba sáu đứa con. Trong đầu là vợ đi làm nuôi con thôi. Nó có một ruộng, năm sào ruộng thôi. Năm ngoái bà nó lấy, tới năm nay mình không có cơm ăn nữa. Theo chia sẻ của các hộ dân tại đây, khi họ vay tiền của bà Thanh được tính lãi rất cao, nên sau một thời gian, số tiền phải trả đã gấp 5 đến 7 lần số tiền gốc. Vào cuối năm, các hộ đều phải trả lãi, nếu không trả đủ thì sẽ bị cộng dồn vào tiền gốc, dẫn đến lãi mẹ đẻ lãi con. Một số hộ không có khả năng trả nợ buộc phải thế chấp tài sản như đất đai, trâu bò, bao tiêu, bao lúa. Tuy nhiên, khi trao đổi với chúng tôi, bà Thanh lại khẳng định không có chuyện bà siết nợ người dân. Không phải là không cho vay, em nói em cho vay thời điểm trồng tiêu. Bây giờ nó khoan cái giếng trong, chị ơi, bây giờ mình khoan cái giếng cả tiêu mình chết hết rồi thì phải đưa cho nó tiền, nó khoan giếng cho mình đâu có biết. Lúc đó nhà em cũng làm nương làm rẫy thôi chứ em đâu có làm công viên chức gì mà có tiền nhiều mà đi cho vay. Đó, vay tiền mặt nhưng mà đến mùa là họ có họ trả nhưng mà không ngờ tiêu nó chết không có cái gì để trả hết. Đó, hôm nay họ mới nói thôi, bây giờ thôi chị lấy đất đi. Qua tìm hiểu của phóng viên, hầu hết các hộ dân khi vay tiền của bà Thanh đều không có chứng từ liên quan đến hoạt động vay. Thứ duy nhất mà các hộ dân này giữ đó là một mẩu giấy nhỏ ghi số tên người nợ, số tiền nợ và tên chủ nợ là Mỹ Trang, tức bà Thanh. Theo dân phản ánh nhé, nhiều hộ cũng là vay của bà Thanh là dân lại chưa có tiền mà trả. Bây giờ là do nó lãi suất nó cao cho nên là dân mà chưa có tiền trả được. Bây giờ bà Thanh thì là nó là nói dân không có tiền trả là lấy cái biển đỏ đó mà cũng là thu hồi lại đất, có khi là cũng bán lại cho người ta cũng có vấn đề đó. Mà vấn đề thứ hai tôi cũng có phản ánh trên chính quyền xã và địa phương. Liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Nhân dân xã Yê Lè cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và lực lượng công an đang điều tra, xác minh. Phía công an huyện Chư Pư cho hay, trước mắt cơ quan công an sẽ mời một số hộ dân lên làm việc để làm rõ việc vay nợ của bà Thanh.